Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua chính phủ đã thông qua phương án bỏ thủ tục về sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân để thay vào đó là quản lý dân cư bằng mã số định danh cá nhân. Với những phương án này thì sẽ có những thuận lợi và bất cập như thế nào? Thì ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn hãy cùng đi với phóng viên của chúng tôi. Thực sự là cái việc mà chính phủ ra cái nghị quyết 112 mà bỏ đi cái quản lý dân cư bằng cái phương thức là gì, là cứ phải nộp hoặc là có bản sao sổ hộ khẩu hoặc chứng minh thư, thì theo tôi đây là một cái việc giảm tiện về thủ tục hành chính đối với phía người dân đi khi mà thực hiện các cái giao dịch hành chính công và hoặc là các cái giao dịch tài sản liên quan đến các cái tài sản phải đăng ký. Thế tuy nhiên là ở đây chúng ta phải nhìn nhận như này, cái nghị quyết 112 là gì, là bỏ cái quản lý dân cư bằng cái sổ hộ khẩu và bằng cái chứng minh thư, không có nghĩa là nhà nước không quản lý cư trú đối với cư dân, mà ở đây chúng ta phải nhìn nhận là gì, đây thực sự chỉ là hình thức chuyển cái việc quản lý, tức là chuyển từ quản lý bằng sổ hộ khẩu, bằng chứng minh thư trên bản giấy chuyển sang quản lý bằng điện tử, tức là gì, bằng mã số định danh cá nhân. Thế thì chúng ta phải hình dung rằng là một con người kể từ khi sinh ra được đi đăng ký khai sinh là đã có một cái mã số định danh công dân, và từ suốt cái quá trình con người đấy tồn tại, sinh sống, thay đổi nơi cư trú, đi học, thay đổi nơi làm việc, rồi tạo lập tài sản bước đầu phải đăng ký, ví dụ như nhà đất hay ô tô, rồi đến các cái phương tiện cá nhân, rồi đến những cái tài sản khác mà cần phải đăng ký, là nó tích hợp tất cả vào cái mã số đấy, rồi liên quan đến bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Tức là gì? Khi mà chúng ta gõ một cái dãy 12 số của một công dân ra, thì trên đấy nó như một cái bức ảnh, bức tranh vẽ lại toàn bộ cái quá trình của một con người từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, và chứng minh và thể hiện bằng cái việc là đăng ký khai tử. Theo tôi là nó không mới đối với những cái quốc gia tiên tiến, bởi vì tất cả mọi người đều quản lý bằng cái mã số này. Các nước tiên tiến là người ta đều quản lý bằng cái hình thức này. Và hiện nay Việt Nam thì để phù hợp với lại cái xu thế phát triển chung, thì cái câu chuyện mà bỏ đi sổ khẩu, bỏ đi cái chứng minh thư bằng bản giấy và thay bằng cái hình thức quản lý bằng điện tử, theo tôi là bắt kịp cái sự phát triển của thời đại. Trong mấy ngày vừa qua ấy, thì khi mà cái thông tin nghị quyết 112 của chính phủ đi vào cuộc sống ấy, và thì có thể do cái cách truyền tải thông tin, có thể do cái cách hiểu pháp luật của mỗi người, một số bộ phận người dân cho rằng là gì, hiện nay thì nhà nước không quản lý về sổ hộ khẩu, tức là không quản lý về nơi cư trú, và bỏ chứng minh thư, bỏ sổ hộ khẩu, tức là không còn quản lý nữa. Thế tuy nhiên ở đây là cái hiểu nó không đúng bản chất vấn đề. Mà ở đây bản chất vấn đề là gì, là chúng ta thay bằng cái sự quản lý trên giấy, chúng ta chuyển sang bằng quản lý điện tử, kể cả là về giấy, từ giấy khai sinh. Tức là khi có một con người ra đời thì nhiệm vụ đầu tiên của bố, của mẹ, của người, những người trong gia đình là phải đi đăng ký khai sinh cho trẻ. Và kể từ khi đăng ký khai sinh cho trẻ thì trẻ em đấy được mang trên mình một cái mã số định danh. Thì cái mã số định danh này sẽ đi theo suốt cuộc đời trẻ, tức là vẫn có thủ tục khai sinh, vẫn có tất cả các thủ tục đăng ký học. Và lúc đấy khi đăng ký học vào đâu, thì lúc đấy khi quản lý bằng điện tử thì nhà trường sẽ nhập mã số định danh của các cháu vào trong trường và báo cáo lên sở giáo dục hoặc bộ giáo dục chẳng hạn. Thế thì như vậy thì cái mã số đấy nó sẽ đi theo cả một đời của trẻ. Khi mà đi đăng ký khai sinh cho trẻ thì trên đấy đã phải ghi toàn bộ các cái thông tin liên quan đến cha, mẹ, giống hệt như cái trên cái giấy khai sinh mà hiện nay chúng ta đang khai sinh cho trẻ. Thế thì nó chỉ thay bằng là gì? Là cấp bản giấy khai sinh, thì chúng ta chỉ cần phải đến cơ quan chức năng, chúng ta cập nhật cái thông tin này vào trẻ. Tức là gì? Ông A, ông B nay đẻ sinh được một người con tên là C. Người con C này có bố mẹ là A sinh năm bao nhiêu, B sinh năm bao nhiêu, sinh ra thì sinh ở bệnh viện nào, và sau đấy thì sẽ cư trú ở đâu. Thế thì toàn bộ cái cơ sở dữ liệu đấy nó sẽ được cập nhật, thay cái giấy khai sinh bằng giấy thì được thay bằng cái giấy khai sinh bằng điện tử. Và khi chúng ta cần, ví dụ chúng ta cần là trích lục giấy khai sinh ra để làm một vấn đề gì đấy, chúng ta hoàn toàn có thể đến Ủy ban Nhân dân phường và yêu cầu trích lục cái giấy khai sinh này theo cái mã số định danh công dân của con chúng ta ra, thì sẽ được in ra một bản nếu chúng ta cần bằng giấy, hoặc có thể gửi đến một cơ quan nào đấy thì
thì cơ quan chức năng sẽ có nhiệm vụ gửi đến đấy, hoặc là trích cái thông tin này qua email chẳng hạn thì để gửi đến một cái cơ quan chức năng để thực hiện các cái thủ tục về liên quan đến, có thể là liên quan bảo hiểm y tế hoặc liên quan đến vấn đề đi học hoặc là ấy của trẻ. Thế thì rõ ràng là gì? Rồi cư trú ở những đâu, đã từng có tiền án tiền sự gì chưa, đã bị xử lý vi phạm hành chính bao giờ chưa đấy, tức là tất cả những cái thông tin đấy nó sẽ được cập nhật theo một cái mã số, ăn theo một cái mã số định danh như vậy. Chính vì vậy là cái sự quản lý về dân cư nó sẽ chặt chẽ hơn, nó sẽ minh bạch hơn và nó sẽ công khai, nó tất cả mọi thứ nó được thể chế hóa và không ai có thể sửa hay thay đổi được cái cơ sở dữ liệu đấy về một cá nhân. Tất nhiên là một cái chính sách mới ra đời thì bao giờ nó cũng kéo theo hàng loạt các cái sự bất cập, sự vênh nhau, ngay cả những cái mà pháp luật hiện nay nó cũng đã không theo kịp. Tức là khi nghị quyết của chính phủ ra đời có hiệu lực ngay kể từ ngày ký, tuy nhiên là các luật như luật về cư trú này, luật về cái đăng ký kết hôn này, luật về tín dụng này và các cái thứ luật khác nó chưa thay đổi kịp thời và nó chưa thể cập nhật được. Chính vì vậy nó sẽ kéo theo, có thể nó phát sinh một số các cái rắc rối. Cái chính sách thì hết sức là đúng đắn, tốt đẹp và có lợi ích cho dân. Tuy nhiên để thực hiện được thì nó cần phải có một thời gian, và như chính phủ cũng đã dự tính là gì, sẽ phải mất thời gian khoảng 2 năm. Thế tuy nhiên theo tôi thì chắc chắn cái thời gian này nó, nếu muốn đạt được cái lộ trình là 2 năm thì toàn bộ chính phủ, các cơ quan ban ngành, các sở, các thành ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phải nỗ lực hết mình trong cái câu chuyện là gì, là điện tử hóa trong cái quản lý dân cư, quản lý hành chính nhà nước. Đấy, thế thì ai cũng nhìn thấy được cái lợi ích của chính phủ điện tử, ai cũng nhìn thấy cái lợi ích là gì, mỗi công dân chỉ cần một cái thẻ trên đấy ghi 12 số và đi đâu chúng ta có thể dùng được cái đấy, có thể sau này nó tích hợp cả cái thẻ ngân hàng vào, các cái tài khoản vào trong cái thẻ định danh cá nhân đấy, tích hợp toàn bộ các cái liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với các cái tài sản phải đăng ký vào cái mã số định danh đấy. Thế thì rõ ràng cái lợi ích là chúng ta nhìn thấy ngay được. Thế tuy nhiên thì bây giờ liên quan đến cái câu chuyện bảo mật, thế thì toàn bộ cái dữ liệu như vậy được tích hợp bằng một cái dãy số, thế thì rõ ràng chúng ta cần phải có một cái cơ chế bảo mật cực tốt. Chúng ta biết trên thế giới không ít nước, mà vừa đây nhất có thể là Malaysia, đến 40 mấy triệu cái thông tin cá nhân của công dân bị đánh cắp. Như vậy thì gần như là nếu trong trường hợp mà chúng ta bảo mật không tốt thì toàn bộ dữ liệu về dân cư, toàn bộ dữ liệu về từng cá nhân, tức là từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, những giao dịch gì, những tài sản ra sao, thực hiện có tiền án hay không có tiền án, tất cả mọi cái thông tin cá nhân như vậy sẽ có nguy cơ bị đánh cắp. Và như vậy thì đòi hỏi chính phủ là ngoài cái việc nỗ lực triển khai một cách nhanh chóng cái câu chuyện là quản lý xã hội bằng các giao dịch điện tử, thì cần phải xây dựng một cái hệ thống bảo mật cực kỳ an toàn để cho người dân đưa toàn bộ các cái cơ sở dữ liệu, toàn bộ các cái thông tin của cá nhân để quản lý như vậy. Thì rõ ràng là nếu trong trường hợp mà những cái thông tin này bị đánh cắp thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm cả về phía cá nhân công dân bị mất và nguy hiểm cả về cái trật tự quản lý hành chính của nhà nước. Chính vì vậy nên theo tôi là cái tiện ích nó là như vậy rồi. Tuy nhiên là chính phủ cần phải có những cái chương trình, kế hoạch xây dựng cái chính sách bảo mật đối với lại là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như này. Mong rằng với phóng sự vừa rồi thì sẽ giúp cho quý vị và các bạn có những thay đổi tốt nhất trong tương lai. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.